Xin chào các bạn, mình là Anpi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại chuỗi clip tự học PT30 của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ bí kíp tự luyện tập phần thi Repeat Sentence trong bài thi PT Speaking. Mong là chiếc clip này sẽ hữu ích đối với các bạn. Trong clip này thì sẽ có hai nội dung chính sau đây. Thứ nhất, đó chính là mình sẽ chia sẻ với các bạn phương pháp luyện tập của mình phần thi Repeat Sentence. Thứ hai, đó là chúng ta sẽ đi vào những ví dụ cụ thể để chúng ta cùng nhau luyện tập một cách chi tiết và hiệu quả nha. Vẫn là phương châm học chậm mà chắc, học ít hiểu nhiều. Các bạn hãy cố lên nha, cố lên. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn phương pháp luyện tập phần thi Repeat Sentence của mình nha. Bình thường khi các bạn luyện tập phần thi này thì các bạn thường luyện tập như thế nào, theo các bước ra sao? Có phải là các bạn sẽ lên những cái app này hoặc là những cái trang web để chúng ta tự luyện PTE vào phần Speaking, Repeat Sentence, sau đó các bạn mở lên, nghe người ta đọc và sau đó là mình sẽ lặp lại. Nếu như các bạn không nghe được luôn thì các bạn cứ nghe lại thật là nhiều lần, sau đó mở đáp án ra, xem cái câu đó thực chất nó là cái câu gì, mình đọc đi đọc lại, học thuộc rồi xong bắt đầu mình lại nghe lại lần nữa, sau đó là mình nói lại cái câu đó khi mà mình đã học thuộc được rồi, đúng không nào? Mình thì thực chất là mình cũng luyện tập theo kiểu như vậy. Và thực ra thì đối với mỗi người nó sẽ mang lại cái hiệu quả khác nhau. Chúng ta không thể nói được rằng đó là phương pháp không hiệu quả hay là đó là phương pháp rất là hiệu quả được, bởi vì tùy từng người thôi. Và trong cái quá trình luyện tập ý, thì mình đã tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình và mình đúc kết ra được một cái phương pháp luyện tập mới mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn cũng có thể thử để áp dụng theo, hy vọng là nó sẽ mang lại hiệu quả cho các bạn. Các bạn nhớ nha, trong cái quá trình học tập của chúng ta đúc kết ra được cái kinh nghiệm gì, chúng ta thấy bản thân mình phù hợp với cái phương pháp học tập như nào thì chúng ta nên chia sẻ cho mọi người và chúng ta nên thử những cái mới. Ở đây mình muốn nói đến là chúng ta là những người trẻ, chúng ta nên phải thử sức với những gì mới, nhưng mà chúng ta chỉ nên thử những cái điều mà tích cực thôi chứ không nên thử những điều tiêu cực nha. Vì thế là trong quá trình luyện tập thì mình đã rút ra được cái kinh nghiệm như sau này. Đối với cái phần thi Repeat Sentences, như mình đã nói ở những cái phần read aloud rồi nọ kia thì mình không cần phải nhớ nghĩa của từ vựng là gì, nhưng trong cái bài thi này này thì mình cần phải biết được nghĩa của những cái câu đó, nghĩa của những cái từ vựng mà mình không biết. Bởi vì là trong cái phần thi Repeat Sentence nó có những cái câu chúng ta có thể áp dụng hoàn toàn vào thực tế cuộc sống, nó rất là hữu ích luôn. Chúng ta nhân cơ hội này chúng ta học luôn nghĩa của những cái từ vựng, nghĩa của những cái câu ngắn gọn đó để chúng ta có thể áp dụng được trong cuộc sống của mình. Thì đó là một công đôi việc, đúng không? Chúng ta học, chúng ta vừa có thể thi được này, chúng ta vừa có thể áp dụng thực tế luôn vào cuộc sống của chúng ta. Điều đó rất là hiệu quả và rất là tốt luôn. Vì thế các bạn cứ cố gắng ngay từ đầu nha. Trong phương pháp này thì chúng ta có khoảng tầm 8 đến 10 bước. Có thể là các bạn khi nghe thấy 8 đến 10 bước là rất là nhiều và các bạn thấy ui sao khó thế, nhiều thế, đúng không? Không thể thực hiện được. Nhưng mà đừng lo các bạn ạ, mình chia nhỏ thế để các bạn có thể học dễ hơn thôi. Nó rất là đơn giản, các bạn yên tâm đi. Bước đầu tiên thì các bạn hãy ghi hết tất cả những cái câu repeat sentence mà các bạn muốn học, mà các bạn cảm thấy là dễ học nhất, muốn học nhất ra cái giấy kiểu như thế này này. Giống như mình hôm nay mình cũng ghi 5 câu đơn giản ra đây để chúng ta có thể luyện tập. Các bạn ơi, các bạn cứ lấy những cái câu mà các bạn thích ý, các bạn thích học, cảm thấy dễ học nhất đối với bản thân mình, chứ không cần phải quan trọng là khó hay dễ gì đâu. Nếu mà câu ngắn thì lấy 5 câu, câu dài thì lấy khoảng 3 câu. Thời gian đầu các bạn luyện tập thì các bạn cứ chọn những câu nào cảm thấy dễ nhất, những cái từ vựng rất là dễ thôi để học. Còn khi nào các bạn luyện quen rồi thì các bạn có thể thử thách bản thân với những câu dài hơn, nội dung phức tạp hơn một chút. Ok chưa nào? Sau khi các bạn ghi hết ra một cái tờ giấy như thế này, những cái câu mà các bạn muốn học trong ngày hôm nay, thì các bạn sẽ đến bước thứ hai, gạch chân cho mình những cái từ vựng khó đối với các bạn mà các bạn chưa thể đọc được hoặc là các bạn chưa biết nghĩa. Đến bước thứ ba là chúng ta sẽ đi tra xem cái từ vựng đó nghĩa là gì và cách đọc theo bảng phiên âm quốc tế IPA như thế nào. Sang bước thứ tư đó là các bạn sẽ luyện đọc những cái từ vựng đó và những cái câu repeat sentence mà các bạn tra được. Đến bước thứ năm thì các bạn sẽ dịch nghĩa cả cái câu đó xem nó nói về cái gì, nội dung ra sao, các bạn nắm được cái ý nghĩa chính của cái câu. Đến sau bước thứ 6 thì các bạn sẽ đặt cái nội dung của cái câu repeat sentence mà các bạn tra đó vào một cái câu chuyện cụ thể. Các bạn hình dung trong đầu của mình ý, mình muốn là các bạn hãy cứ kích thích trí tưởng tượng của bản thân đi, tưởng tượng bay cao bay xa, không có vấn đề gì cả. Khi các bạn tưởng tượng ra hình ảnh ấy thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn và hiểu sâu hơn đấy. Các bạn gắn cho cái câu đó, nội dung của câu đó vào một cái câu chuyện cụ thể và các bạn nhớ nghĩa tiếng Việt của nó nha. Quan trọng là nhớ nghĩa tiếng Việt đó. Khi các bạn nhớ được nghĩa tiếng Việt rồi thì các bạn cũng sẽ dễ dàng chuyển nó sang tiếng Anh. Khi đó các bạn nói ra nó dễ hơn, phản xạ nói ra nó dễ hơn. Các bạn hình dung là khi chúng ta học từ vựng tiếng Anh ấy thì chúng ta thường hay học là từ này nghĩa tiếng Việt là gì? Từ này nghĩa là gì?
và các bạn cứ học theo trình tự như thế. Các bạn có thể khi nhìn một đoạn văn tiếng Anh hay là một từ vựng tiếng Anh bất kỳ mà các bạn học rồi thì các bạn có thể hiểu ngay được cái từ này nghĩa là như thế này, từ này đọc như thế này này, nghĩa là như thế này này. Thế nhưng mà khi nói nghĩa tiếng Việt để các bạn hiểu ngược lại, vậy thì cái từ tiếng Việt này nghĩa tiếng Anh là gì, thì có khi là phản xạ của các bạn sẽ bị chậm hơn. Các bạn lại bắt đầu nghĩ cái từ tiếng Việt này thì nghĩa tiếng Anh là gì nhỉ? Các bạn cứ mãi không thể bật ra và nói ra được. Bởi vì là khi chúng ta học từ vựng là chúng ta toàn học kiểu Anh, Việt, từ tiếng Anh này, nghĩa tiếng Việt là gì? Chúng ta cứ học theo trình tự như thế thì chúng ta sẽ nhớ cái nghĩa tiếng Việt theo cái trình tự đó. Thế nên là cái phản xạ tiếng Anh của chúng ta là chúng ta có thể nhìn được một cái từ vựng, chúng ta nghe, chúng ta hiểu nó là gì, chúng ta đọc một đoạn văn, chúng ta hiểu nghĩa của đoạn văn đó là gì. Nhưng mà bản thân chúng ta để mà tự nói ra thì chúng ta lại không thể nói được, phản xạ của chúng ta lại không thể phản xạ lại được. Đó là lý do mà mình đã nghĩ ra cái phương pháp này để cho chính bản thân mình cũng như những cái bạn nào đang gặp khó khăn giống mình. Thật sự là mình đang bị mắc phải cái trường hợp như thế. Và mình đã nghĩ là ủa vậy thì tại sao mình không học ngược lại theo phương pháp học ngược, tức là mình học từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nói tiếng Việt thì tất nhiên là học những cái gì bằng tiếng Việt chúng ta sẽ dễ nhớ hơn là chúng ta phải nhớ bằng tiếng Anh, đúng không? Ví dụ đây là cái bút thì mình nhớ, đây nó là cái bút thì mình nhớ được. Tiếng Việt của nó là bút thì mình nhớ rất là dễ, tại vì đấy là tiếng của mình, ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Còn nếu mà bây giờ lại bắt mình phải nghĩ là đây nó là pen, a pen, xong bắt đầu là mình lại dịch ra tiếng Việt thì nó lại khó hơn cho mình. Bởi vì là tiếng Anh đâu phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, để nhớ một ngôn ngữ mới thì rất là khó. Vì thế thì chúng ta hãy nhớ nội dung tiếng Việt trước, sau đó chúng ta dịch chuyển sang tiếng Anh thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta và chúng ta phản xạ dễ hơn. Và đây là cũng lý do mà trong giao tiếp hàng ngày ấy, khi chúng ta nói tiếng Anh ấy, thì chúng ta muốn nói gì cái là chúng ta có thể nói được luôn. Bởi vì chúng ta học theo phương pháp đó là chúng ta nhớ nghĩa tiếng Việt, chúng ta chuyển nó sang tiếng Anh thì chúng ta bật luôn ra được, phản xạ luôn được. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ đặt cái câu repeat sentence mà các bạn muốn học đó vào một câu chuyện cụ thể bằng tiếng Việt. Và các bạn nhớ nội dung bằng tiếng Việt trước đã. Các bạn phải nắm chắc nội dung của câu đó bằng tiếng Việt trước đã. Tư duy bằng tiếng Việt trước đã. Sau đó thì các bạn mới chuyển sang tiếng Anh. Nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Ok chưa nào? Các bạn đã hình dung chưa nhỉ? Để cho các bạn hình dung rõ cái phương pháp này thì chúng ta sẽ đi vào luyện tập ví dụ cụ thể. Hy vọng là các bạn có thể tự mình luyện tập tại nhà đạt được hiệu quả tốt nha. Ở đây chúng ta có 5 câu như sau. Các bạn hãy xem 5 câu này nha. Và chúng ta sẽ đi vào phân tích từng câu một. Đầu tiên chúng ta sẽ gạch chân những cái từ vựng khó. Sau khi mình đã gạch chân những cái từ vựng khó và chưa biết cách đọc rồi là chưa biết nghĩa, thì chúng ta có được những cái từ vựng sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi luyện đọc những từ vựng này nha. Important. 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 Humans. 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 Dispose, dispose, dispose. Waste, waste, waste. Appropriate, appropriate, appropriate. Broadly, broadly, broadly. State, state, state. Management, management, management. Luggage, luggage, luggage. Convictions, 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 convictions. 100%, 100%, 100%, 100%. 100%. Commercialism. 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 Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem những câu này nói về cái gì, nội dung ra sao. Ví dụ như là chúng ta có câu đầu tiên đó là It is important that humans dispose their waste in appropriate ways. Câu này có nghĩa là điều quan trọng là con người xử lý rác thải của họ theo những cách thích hợp. Câu thứ hai chúng ta có Today we are going to talk broadly about the second stage of project management. Có nghĩa là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói rộng rãi về cái giai đoạn thứ hai của khâu quản lý dự án. Không biết là mình dịch đúng không nhưng mà mình dùng Google dịch. Câu thứ ba chúng ta có Please local draw room and check that all your luggage has arrived. Có nghĩa là làm ơn hãy xem là cái vị trí của cái phòng và kiểm tra cái hành lý của bạn đã đến chưa.
Câu thứ tư chúng ta có I need to ask you whether you've ever had any driving or other convictions. Có nghĩa là tôi cần phải hỏi bạn xem là bạn đã từng lái xe hay là có những cái tiền án gì chưa. Câu cuối cùng chúng ta có đó là Black Friday is 100% commercialism. Có nghĩa là ngày thứ sáu đen đó là 100% đó là chủ nghĩa thương mại. Mình cũng không hiểu rõ cái câu này có nghĩa là gì nữa, nhưng mà cái câu này chắc có nghĩa là trong cái ngày này thì mọi người mua sắm rất là nhiều, và đây là một cái gọi là cái chiến dịch, một cái chiến dịch marketing chẳng hạn của các công ty, nó là một cái chủ nghĩa thương mại rất là đỉnh đúng không? Sau khi chúng ta hiểu sơ qua nghĩa của những cái câu này rồi thì chúng ta sẽ đặt nó vào trong một tình huống cụ thể, một cái hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta tưởng tượng trong đầu của chúng ta, ví dụ như câu đầu tiên đó là điều quan trọng là con người xử lý rác thải của họ một cách gọi là phù hợp, theo những cách phù hợp nhất. Chúng ta có thể đặt những cái câu này ở trong những cái tình huống kiểu như đó là bây giờ có rất là đông người đúng không, đông dân đúng không, hàng ngày chúng ta thải ra rất là nhiều rác thải, nhưng mà thực sự đó không phải là cái vấn đề. Mọi người cứ nghĩ là bây giờ ô nhiễm môi trường rồi phải giảm dân số xuống, đừng có đẻ nữa, con người tăng lên nên là mới ô nhiễm môi trường đấy. Nhưng thực tế không phải đâu, không phải vấn đề là dân số tăng lên đâu các bạn ạ, mà là vấn đề cốt lõi nhất đó chính là ý thức của người dân. Quan trọng đó là con người xử lý những cái rác thải của chính chúng ta một cách hợp lý nhất, theo những cái cách hợp lý nhất để bảo vệ môi trường, thì điều đó là quan trọng hơn là cái việc chúng ta phải giảm dân số. Thế nên là cái câu này mình đặt trong trường hợp đó là chúng ta có thể nói trước mọi người. Ví dụ chúng ta là những người đi tuyên truyền về bảo vệ môi trường đi chẳng hạn. Chúng ta hình dung là chúng ta đặt trong chúng ta trong những cái trường hợp đó. Chúng ta đang là những người đang đi tuyên truyền với mọi người về việc phải bảo vệ môi trường. Thực ra là cái vấn đề ô nhiễm môi trường không phải là do con người tăng quá nhanh đâu, không phải là do dân số con người là quá nhiều nên là gây ô nhiễm môi trường đâu, mà thực tế đó là do ý thức của chính chúng ta thôi, do cách chúng ta xử lý rác thải làm sao chưa được hợp lý thì mới gây ra những cái tình trạng này thôi. Chúng ta là con người, chúng ta sinh sôi nảy lọc đó là vấn đề quy luật của tự nhiên rồi, và quan trọng hơn cả đó là hàng ngày chúng ta vứt ra rất là nhiều rác thì nó rất là nguy hiểm nếu như chúng ta không biết cách xử lý rác thải nó rất là hợp lý. Vì thế cái điều quan trọng nhất ở đây đó chính là chúng ta xử lý những cái rác thải của chúng ta theo những cách hợp lý nhất thì là ok, không có vấn đề gì cả nha. Tức là chúng ta đi nói với mọi người đó, it is important that humans mình cũng chưa thuộc câu này, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập để chúng ta thuộc câu này. Mà mục đích của chúng ta là phải thuộc được cái câu này. Bây giờ chúng ta nói là điều quan trọng nhất đó là con người phải xử lý những cái rác thải theo cái những cái cách hợp lý nhất. Thì giờ chúng ta sẽ nhớ được cái nội dung tiếng Việt đi đã. Chúng ta nhớ được là trong cái hoàn cảnh này chúng ta đang đi tuyên truyền về môi trường. Chúng ta nói với mọi người ở đây đó là điều quan trọng nhất ở đây đó chính là chúng ta phải xử lý rác thải theo những cái cách hợp lý nhất là ok. Sau khi chúng ta nhớ được nội dung của tiếng Việt, chúng ta đặt trong một cái câu chuyện cụ thể rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ dịch sang tiếng Anh. Chúng ta dịch ngược lại, chúng ta học ngược lại như thế. Chúng ta vừa hiểu rất là sâu xa của câu nói này, chúng ta lại hiểu được cách dùng của những cái từ vựng đó này. Và trong cuộc sống hàng ngày, khi nói chuyện với mọi người, chúng ta có thể tự tin hoàn toàn nói câu này ra bằng tiếng Anh. Điều quan trọng, chúng ta biết ngay trong đầu là cái chữ quan trọng là tiếng Anh đọc là important, đúng không? Bây giờ, điều quan trọng là chúng ta có thể nói là it is important that. It is important that. Thế là chúng ta thuộc được mấy cái chữ đầu rồi đấy. Đến tiếp theo đó là con người xử lý rác thải của họ. Con người là gì? Humans. Từ xử lý chúng ta có cái từ đó là dispose. Con người là humans dispose. Rác thải của họ. Thì đây nó là chúng ta có cái từ của họ đó là there. Rác thải là gì? Chúng ta vừa học xong. Đó là waste. Waste. Their waste. Theo những cái cách hợp lý, theo những cái cách thích hợp thì chúng ta có cái từ đó là in. Chúng ta dùng giới từ in. In trong một cái phạm vi đó là những cái phương pháp thích hợp. Đó, chúng ta hiểu là một tập hợp, ở trong những cái tập hợp những cái phương pháp xử lý rác thải thích hợp đó thì chúng ta có thể nói nó là có cái từ thích hợp ở đây đó chính là appropriate. Appropriate ways là những cái cách ways. Thích hợp đó là appropriate. Ways, những cái cách thích hợp. Sau khi chúng ta phân tích cả câu này, chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, chúng ta thấy dễ dàng hơn đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta thử lại nha. Yeah, các bạn đã nhìn xem đây là cái túi rác plastic mình đã phải phân chia rất là cẩn thận để có thể vứt đúng nơi quy định bảo vệ môi trường. Vì vậy các bạn hãy cũng nhớ nha. It is important that humans dispose their waste in appropriate ways. Các bạn có thấy là việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì nó sẽ dễ dàng hơn là chúng ta nhớ tiếng Anh và chúng ta đọc lại theo kiểu tiếng Anh không?
nó rất là khó nhớ đúng không? Chúng ta nhớ tiếng Việt bởi vì tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu đó, nội dung câu đó bằng tiếng Việt, sau đó đặt vào trong một cái hoàn cảnh, trường hợp cụ thể và chúng ta học, sau đó chúng ta dịch ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phân tích sang câu thứ hai đúng không? Đó là ví dụ trong một cái cuộc họp chẳng hạn, ngày hôm nay mình sẽ trình bày về cái giai đoạn thứ hai của cái cuộc dự án này, mình sẽ nói rộng hơn về cái dự án này nha. Đấy, xong bắt đầu mình nói với mọi người đấy. Ngày hôm nay tôi sẽ nói với mọi người rộng rãi, nói rộng rãi hơn về cái giai đoạn thứ hai của quản lý dự án. Đấy, nên là bắt đầu các bạn nhớ tiếng Việt đi đã, các bạn nhớ tiếng Việt đã. Đặt vào trường hợp cụ thể đây. Đang ngồi họp đây với tất cả mọi người. Rồi mọi người ơi, lắng nghe này, hôm nay mình sẽ nói rộng rãi về giai đoạn thứ hai của quản lý dự án. Ok chưa? Bây giờ chúng ta chuyển nó sang tiếng Anh. À, ngày hôm nay đó là today, chúng ta sẽ nói rộng rãi về, chúng ta có cái từ rộng rãi chúng ta học vừa nãy đó là broadly, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nói là we're going to talk broadly about. Đấy, giai đoạn thứ hai chúng ta có từ the second start, đúng không? The second start của cái quản lý dự án thì chúng ta dùng có giới từ of. Dự án thì chúng ta có đó là project, quản lý đó là management. Đấy, thế là chúng ta ghép và nói thành quản lý dự án thì chúng ta có project management. Xong rồi giai đoạn thứ hai đó là the second start. Bây giờ chúng ta sẽ nói lại cả câu này xem như nào nhá. Mọi người ơi, hôm nay lại đây mình bảo cái này. Hôm nay này, hôm nay kế hoạch là như thế này đây này. Today we are going to talk broadly about the second start of project management. Wow, thế là mình có thể nói được câu này một cách trôi chảy rồi. Chúng ta cứ đặt vào trường hợp thế và chúng ta luyện luyện luyện. Và chúng ta cũng có thể hoàn toàn áp dụng được luôn vào trong cái công việc hàng ngày của chúng ta đúng không? Ví dụ các bạn đang họp đây, công ty các bạn làm cho công ty nước ngoài đây. Và ngày hôm nay sếp yêu cầu bạn là phải trình bày về những cái thông tin về cái dự án đang hiện tại đi. Nên giờ đi, xong bắt đầu mọi người tập hợp lại rồi, xong bắt đầu mình nói. Mọi người ơi, today we are going to talk properly about the second step of project management. Đấy, xong bắt đầu mình nói mọi người, ok chưa? Mình mở đầu câu chuyện, mở đầu cuộc họp. Đấy, các bạn cứ đặt như thế thì các bạn sẽ rất là dễ nhớ những câu này luôn. Và hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế cuộc sống những cái tình huống tương tự. Đấy, đến khi đi thi các bạn nghe thấy câu này cái mình nhỏ, câu này đấy là trong trường hợp trong cuộc họp đấy mình nói đấy, nên là bắt đầu với các bạn đọc đọc trôi chảy, đọc trôi chảy, thế là dần dần như thế là các bạn có thể hoàn toàn có thể repeat sentence một cách rất là trôi chảy mạch lạc, ok không? Tiếp theo sang câu thứ ba thì chúng ta có đó là please locate your room and check that all your luggage has arrived. Thì câu này chúng ta có thể hình dung trong một cái nghĩa của nó đó là làm ơn là hãy kiểm tra xem cái vị trí phòng này, rồi là check xem là kiểm tra xem là cái hành lý của tất cả các hành lý của bạn đã đến chưa đúng không? Thì chúng ta có thể hình dung được trong cái ngữ cảnh câu nói này đó là gì? Đó là ví dụ như là mình là lễ tân khách sạn chẳng hạn, sau bắt đầu bạn đến khách nhận phòng thì là khách sạn là đã đón bạn rồi này, làm thủ tục cho các bạn nhận phòng rồi này, xong rồi đưa hành lý của các bạn lên trên phòng rồi. Thì bây giờ trước khi mình đưa cho các bạn chìa khóa để các bạn nhận phòng thì mình có dặn các bạn là bạn ơi bạn hãy xác định rõ lại xem là cái vị trí phòng của bạn ở đâu này, ở đây này, ở đây này, rồi là bạn sẽ kiểm tra xem là hành lý của bạn đã đến chưa nhá, xem bọn tôi là đã mang đầy đủ hết hành lý của các bạn lên trên phòng chưa, thì các bạn nhớ kiểm tra các kiểu nhá. Đấy, kiểu mình dặn dặn mọi người thế trước khi đi chìa khóa. Thế là các bạn đặt vào tình huống trường hợp thế, các bạn là lễ tân. Đấy, xong các bạn nói với khách của các bạn là anh chị ơi, các anh chị hãy kiểm tra xác định lại vị trí của cái phòng của các anh chị này, rồi kiểm tra xem là hành lý của các anh chị đã đến phòng chưa nhá. Bọn em đã mang hết lên phòng rồi đấy, thì anh chị hãy kiểm tra lại giúp bọn em nhá. Đấy, kiểu kiểu như thế. Thì lúc đấy thì mình sẽ nói là please locate your room and check that all your luggage have arrived. Đấy, nên là mình nói với mọi người thế. Khi các bạn hiểu rõ nội dung như thế rồi, hiểu rõ nội dung tiếng Việt như thế rồi, các bạn chuyển dịch sang tiếng Anh là làm ơn hãy xác định xem vị trí phòng, thì chúng ta có thể là please locate your room, và cái kiểm tra xem tất cả các hành lý của bạn thì có thể nói đó là and check that, kiểm tra rằng all your luggage has arrived. Đấy, tức là hành lý của bạn đã lên hết rồi đấy, thì các bạn hãy kiểm tra lại giúp mình nha. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ nói lại lần nữa nha, chúng ta luyện tập lại nha. Đấy, các bạn hình dung đi, các bạn là lễ tân khách sạn rồi, các bạn đưa chìa khóa cho khách hàng, sau đó các bạn nói please locate your room and check that all your luggage have arrived. Rồi xong chúng ta luyện dần dần là nói cho chạy hơn. Please please locate your room and check that all your luggage have arrived.
Đấy, chúng ta dần dần thế. Tức là chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống được đúng không? Ví dụ chúng ta đến sân bay này, chúng ta đến nhận phòng khách sạn này hay là gì đó, có ai đó nói chúng ta câu đó hoặc là chúng ta yêu cầu người ta kiểm tra giúp mình thì mình cũng có thể nói được luôn câu này rồi đúng không? Please locate your room and check that all your guests have arrived. Đấy, thế là chúng ta nói được. Ôi, hôm nay mình muốn luyện thêm hai câu nữa nhưng mà thôi trời tối rồi mình đói quá mình phải đi ăn đây. Hôm nay mình khá là lười, thực ra mình quay clip này từ sáng rồi nhưng bây giờ mình mới quay được. Nên là rất xin lỗi các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ luyện ba câu này thôi để các bạn hình dung được là chúng ta luyện như thế nào. Và hy vọng rằng là từ ngày hôm sau mình sẽ cố gắng là mỗi ngày chúng ta luyện khoảng ba câu. Mình cũng đưa vào những trường hợp cụ thể phân tích như này để chúng ta có thể luyện với nhau một cách dễ dàng hơn và dễ thuộc hơn nha. Các bạn ơi cố lên nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye. Bye bye. Nhớ là đăng ký kênh và theo dõi và ủng hộ mình nha. Cổ vũ mình với nha. Rồi cố lên. Bye bye.